trời ơi. Đó, dính rồi, dính con nữa rồi, dính rồi. Quá trời ơi. Quá trời dính rồi. Con nè. Xin chào tất cả các bạn ơi. Hôm nay Dương lại đi bể cò tiếp rồi cả nhà ơi. Rồi bây giờ cũng gần sáng rồi, mình tranh thủ lên 5 giờ rồi, mình tranh thủ lên mình cắm keo lẹ nha cả nhà. Rồi. Cây cho mày luôn đúng không em? Đây mình dùng mấy con cò này để mình bẫy nha cả nhà. Rồi giờ mọi người theo vô dưới đây là ra cắm keo nha cả nhà ơi. Thấy cái bãi này ngon á, để mình ra đây. Quyết định là mình xử lý đây luôn nha. Mình đi hơi trễ rồi, tại mình nấu cháo ăn cái đi hơi trễ rồi. Rồi các bạn ơi, cái bẫy mình đã bẫy, mình cầm keo rồi xong rồi nha các bạn. Giờ mình chỉ vô trong kia mình ngồi mình đợi nha. Nằm thấy có hiện tượng lạ mình sẽ chạy ra mình đớp nha các bạn. Rồi giờ mọi người đợi xíu nha, là dính rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Vô em ơi. Đây, vui chào tất cả các bạn nha. Thì cò mình để đằng xa xa đó, đó các bạn. Mình để trong cái lùm cây này mình ngồi mình đợi nha. Giờ mình thấy nó dính là mình xuống mình ra mình chạy mình bắt nha các bạn. Giờ cũng là 6 giờ sáng rồi, chưa được 6 giờ, mới có 5 giờ 45 thôi mà trời cũng sáng bét lên rồi. Thì mình nằm ở trên cái võng thì mình đợi cò nó xuống nha cả nhà. Hiện cò mình nó đang đứng ngoài kia đó các bạn thấy không? Nó lặn lặn gần đó các bạn ơi. Đó. Trời ơi sao gần vậy? Xuống luôn. Ủa sao bay ra rồi? Không không, đáp gần đó là như là chưa dính. Trời im vậy. Kìa kìa kìa, đang xuống kìa, đang xuống kìa. Đang xuống nó kìa. Đó, ba con nó kìa, thấy không? Thấy không đạt, thấy không đạt, đó là. Nó lặng lặng mà nó quay xuống đó giờ đó. Thì bở vậy, tức ơi. Trời ơi, sao đáp trên kia? Trời ơi, trời. Tức á nghe.
con đáp sắt bẫy, đáp sắt keo mình mà không dính được, bạn đứng ngoài nè. Còn ba con kia thì đáp một bên góc bên kia, chờ chờ nó tức á. Kìa đằng này con nè, đây bên cuộn này con nè, kìa đi kìa. Ừ, 4-5 con luôn, xuống này giờ 4-5 con luôn, mình không thấy rồi nè, nó bay qua đây nè. Hả? Hả? Kìa kìa, lên con nó kìa, lên con nó kìa. Kìa kìa kìa. Nó. Xuống em. Trời ơi, đất ngoài nữa trời. Làm như cây nó mới quá, nó thấy cây á Đạt ơi. Nó. Rồi bay lên luôn rồi trời. Dính con rồi phải không? Xuống. Lặn xuống con, đáp xuống. Đó. Rồi sao không dính? Rồi dính này dính con nữa rồi. Là hai con rồi. Ê kìa, hai con kia đang xuống kìa. Ơi xuống kìa. Ừ đúng rồi. Quá trời ơi. Nó xuống rồi đó. Nó xuống luôn. Quá trời ơi. Nó xuống luôn. Kìa kìa, xuống rồi kìa. Ôi chích ngoài trời trời, xuống chích ngoài trời. Nó đáp xuống. Quá trời ơi. Nó dính rồi, dính con nữa rồi, dính rồi. Quá trời ơi. Quá trời dính rồi. Rồi xuống nữa kìa, xuống nữa kìa. Rồi bay lên. Ôi nó bay lên, bay lên được rồi, bay lên hai con rồi. Kìa đó, đáp xuống kìa, kìa. Đó. Nó xuống nữa kìa. Rồi dính rồi đó, dính nữa rồi. Dính rồi. Giờ ra bắt hay sao? Ra bắt hay sao Đạt? Ừ. Mình ra bắt đi cho mấy cò đó, mấy cò đó cũng xuống nữa đó. Giờ ra bắt đi. Chính rồi các bạn ơi, giờ anh em mình chạy ra ngoài dưới bắt nha. Chạy dữ rồi. Chạy mình chạy dữ rồi. Mình đi ra đi cho nó đang ngoài bờ kìa, nó đi ngoài bờ kìa. Kìa con ngoài bờ á. Bắt con ngoài bờ trước nè coi. Bắt con ngoài cái ao trước kìa. Chạy mình chạy dữ rồi. Dí được đó, dí được đó đúng rồi. Nó bay không được đâu, bắt đi. Đó, nó bay kìa, nó bay quá. Xin trai mình ở bên kia còn con, hai con như đó kìa, còn con nữa. Ừ, nó bay lên hồi nãy, kìa nó bay, nó lăn lăn, hồi nó xuống nè. Ôi con này bự rồi Đạt ơi. Con này bự nè. Hả? Bự hay nhỏ? Con này bự nè. Đây. Rồi vô. Con nó mới đen thôi vậy. Dạ. Hả? Mấy cây này để đây đi. Hồi nữa mình quên kêu vợ nó đấy. Kêu ấy lấy cái ga mình thò cái này. Thôi con này cũng bự rồi Đạt. Đây. Em qua cái nhìn thấy rõ không Đạt ơi? À qua. Con này nó dính ít cái hai cây phải không? Con cây một. Rồi. Đây các bạn ơi. Đây mình được hai con rồi nha. Đi cháu lại đây. Có đây bao nè. Có anh em nó nhảy vô lưới cái bẫy mình nha. Té trứng nữa hả?
đu. Nó nhảy ra ngoài luôn rồi Đạt, nằm tút ngoài luôn rồi Đạt. Thì mình thấy con hèm nó vô bẫy nè. Hai con dính hai con rồi Đạt ơi. Ừ. Hai con em ơi, nằm ngoài con kìa. Ủa cái bọc cũng ngồi ơi. Bao quá. Ừ. Trời ơi, đừng có đi nữa ông nội ơi. Mày đi hồi mày gom hết trơn luôn vậy. Trời ơi, trời dính cái ruộng hết trơn cái khu này luôn ông nội ơi. Đây các bạn ơi. Nè Đạt, em cầm đây đây Đạt ơi, anh em gửi đây, em cầm coi đi Đạt, cầm coi. Hai bốn sáu chục cây luôn trời. Lâu dài nè đi lâu dài nè. Chứ như vậy sao dậy nổi. Đây các bạn ơi. Giờ hai anh em mình được ba con nha các bạn. Rồi cái clip của đi bảy con mình tới đây là kết thúc nha các bạn ơi. Này nó dữ lắm, nó cắn đó. Nè, rồi. Đây, rồi hôm nay thành quả của hai anh em mình được nhiêu đây. Rồi bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau cả nhà ơi. Rồi về thôi. Đủ quá.